Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm chấm bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em môn khoa học tự nhiên 6, bài số 13 sách chương trình sáng tạo nha. Chúng xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình xong bài số 13 một số nguyên liệu nha. Giờ các phần mục tiêu các em sẽ đọc cho biết nha. Giờ đây mình sẽ có câu hỏi: các công trình xây dựng, đồ dùng trong nhà đều được làm từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như là đá, cát, gỗ, kim loại. Vậy nguyên liệu có tính chất gì, chúng hay khác và sử dụng như thế nào? Thì mình thấy là những nguyên liệu như là đá, cát, gỗ, kim loại thì mình thấy là chất rắn, cứng, bền của môi trường, đúng không? Thì khai thác thì người ta sẽ khai thác từ các mỏ, các quặng hoặc là các hầm, và được sử dụng trong xây dựng và vật dụng hàng ngày như là gạch, ngói, vân vân, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi này nha. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo là số 1, mình sao một số nguyên liệu không dùng. Tìm hiểu nguyên liệu xung quanh ta. Các nguyên liệu đều có sẵn trong tự nhiên. Một số nguyên liệu như là đất, đá, quặng là những nguyên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi số 1. Em hãy quan sát và cho biết các nguyên liệu trong hình 13.1 tương ứng với các nguyên liệu nào sau đây: két, quặng bao xít, đá vôi và chì. Như là mình thấy là hình A đây chính là hình đá vôi. Thì mình thấy là hình đá vôi cái đặc trưng sẽ là có màu trắng và nó sẽ mềm, nó không có cứng lắm, đúng không? Nó sẽ mềm hơn so với đá bình thường, đá củi nha. Và hình B chính là quặng bao xít. Từ quặng bao xít này người ta sẽ luyện để được nhôm. Và hình C chính là két. Và hình D chính là đất tre, đúng không? Như vậy là sau khi xem hình xong mình trả lời câu hỏi số 1 nha. Như vậy câu số 1 mình trả lời là hình A chính là đá vôi, hình B chính là bao xít, hình C chính là cát và hình D chính là tre nha. Giờ tiếp theo là câu số 2 là có thể tạo nên vật liệu và sản phẩm nào từ các nguyên liệu ở hình 13.1. Như là mình thấy là từ đá vôi thì người ta có thể sản xuất ra phấn viết bảng của mình nha. Sản xuất ra xi măng, sản xuất ra vôi sống và sản xuất ra vôi tôi. Két thì người ta có thể làm thủy tinh hoặc là người ta có thể sử dụng trong xây dựng, đúng không? Chì thì người ta có thể làm rổ, rá hoặc là tâm chì. Quặng bao xít thì người ta luyện thành nhôm nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình nhớ là nguyên liệu là vật liệu tự nhiên, hay còn gọi là vật liệu khô, chưa qua xử lý và cần được chuyển hóa để tạo ra các sản phẩm nha. Như vậy là nguyên liệu chính là vật liệu tự nhiên, đúng không? Hay còn gọi là vật liệu khô nha. Chưa được xử lý và cần được chuyển hóa để tạo ra sản phẩm. Giờ tiếp theo là số 2, mình sẽ học sâu một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu. Tìm hiểu một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi số 3. Tìm hiểu về một số nguyên liệu sử dụng trong đời sống và trong công nghiệp. Em hãy hoàn thành thông tin trong mẫu ở bảng 13.1. Như vậy mình sẽ tìm hiểu, sau đó mình sẽ hoàn thành cái bảng 13.1 đây. Một số tính chất và ứng dụng của một của nguyên liệu phổ biến gồm có đá vôi, quặng, két và nước biển. Như vậy là mình thấy là trạng thái như thế nào? Trạng thái là rắn, lỏng hay là khí? Tính chất cơ bản là cứng hay mềm hay bay hơn? Ứng dụng xử lý dùng để làm gì, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời, thầy sẽ hoàn thành cái bảng này cho các em luôn nhé. Như vậy là mình thấy là đá vôi cứng. Đá vôi chính là trạng thái bình thường sẽ là rắn nha. Và nó cứng nhưng mà cứng không bằng đá. Quặng thì cũng là trạng thái rắn, két là rắn và nước biển chính là trạng thái lỏng. Tính chất cơ bản thì đá vôi là tính cứng, quặng cũng cứng, két cũng cứng, nước biển bay hơn. Ứng dụng thì đá vôi người ta sử dụng để xử lý môi trường,
sản xuất gốm sứ, chăn nuôi nông nghiệp và sản xuất kính. Quặng thì mình thấy là người ta sẽ làm nguyên liệu sản xuất kim loại và các loại nhiên liệu. Ví dụ như là quặng bao xít thì người ta dùng để chế tạo dạng nhôm. Cát thì mình thấy người ta có thể sử dụng để sản xuất thủy tinh này, hoặc là làm nguyên liệu trong xây dựng cũng được. Còn nước biển thì người ta sẽ cho bay hơi để lấy muối nha. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là các nguyên liệu khác nhau sẽ có tính chất khác nhau như là tính cứng, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, khả năng bay hơi, cháy, khả năng hòa tan, phân hủy, ăn mòn. Dựa vào tính chất của nguyên liệu mà ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau nha. Và tiếp theo là số 3, mà sao học sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững nha. Giờ ở đây mình sẽ tìm hiểu khai thác nguyên liệu khoáng sản. Hình 13.2 chính là khai thác đá vôi. Vì đá vôi có cứng nhưng mà không cứng lắm nên người ta có thể sử dụng các phan, thì người ta phan người ta tách dễ dàng gì đúng không? Tương tự là hình 13.3 là khai thác đá. Giờ như vậy là mình sẽ có câu hỏi số 4. Quan sát hình 13.2 và 13.3, hãy cho biết việc khai thác các nguyên liệu khoáng sản tự phát có đảm bảo an toàn không và giải thích. Như vậy là mình thấy là việc khai thác khoáng sản tự nhiên tự phát thì chắc chắn là không đảm bảo an toàn, đúng không? Việc khai thác sẽ gây mất an toàn lao động. Khi khai thác thì sẽ có thể gây sụt lún, sập mỏ, đúng không? Đồng thời cũng gây ảnh hưởng tới môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên. Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi số 4 trước nha. Như vậy mình sẽ trả lời câu hỏi số 4. Việc khai thác nguyên liệu khoáng sản tự phát không đảm bảo an toàn. Việc khai thác sẽ gây mất an toàn lao động khi khai thác, như là sụt lún, sập mỏ, sập quặng. Đồng thời cũng gây ảnh hưởng tới môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất của quốc gia nha. Giờ tiếp theo sẽ là câu 5 nha. Giờ câu số 5 là sử dụng nguyên liệu như thế nào để đảm bảo an toàn và hiệu quả nha. Như vậy là mình sẽ cần phải khu hồi và tái sử dụng các nguyên liệu, các nguồn nguyên liệu, đúng không? Vì mình khai thác mà mình không tái tạo thì lâu ngày nó sẽ bị cạn kiệt, đúng không? Mình sẽ khai thác theo công nghệ hiện đại và quy trình khép kín. Không nên khai thác nguyên liệu từ các nguồn bừa bãi, đúng không? Như vậy thầy sẽ trả lời câu hỏi số 5 nha. Như vậy là mình cần phải khai thác và tái sử dụng các nguồn nguyên liệu, khai thác theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín và không nên khai thác nguyên liệu từ các nguồn bừa bãi. Giờ như mình xong câu số 5, mình sẽ qua tiếp câu hỏi tiếp theo nha. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi là tại sao phải sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững nha. Như vậy mình nhớ là nguyên liệu chính là tài sản quốc gia của chung loại người. Sử dụng an toàn hiệu quả sẽ giúp đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường luôn nha. Giờ hãy trả lời câu hỏi này phía dưới nha. Như vậy mình trả lời là nguyên liệu là tài sản quốc gia của chung loại người. Sử dụng an toàn hiệu quả sẽ giúp đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ có phần chú ý. Khoáng sản là khoáng hoạt, khoáng chất có ít được tích tụ tự nhiên ở hệ rắn, hệ lỏng hoặc là hệ khí, tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất bao gồm cả khoáng hoạt, khoáng chất ở các bãi khải của mỏ. Đây là khoáng sản 2010. Giờ tiếp theo là phần ghi nhớ. Nguyên liệu khoáng sản là tài sản của quốc gia, mỗi cá nhân tổ chức khai thác phải được cấp phép theo luật khoáng sản. Tặng khu nguyên liệu sẽ làm tặng cạn kiệt tài nguyên. Khai thác nguyên liệu trái phép có thể gây nguy hiểm cho do mất an toàn lao động, ảnh hưởng tới môi trường nha. Giờ tiếp theo mình sẽ tìm hiểu sử dụng nguyên liệu. Như vậy ở đây mình sẽ có hình 13.4, sơ đồ chuỗi cung ứng nguyên liệu khép kín.
Như vậy là ở đây là mình sẽ có cung cấp nguyên liệu này, cho sản xuất xong mình sẽ đi phân phối cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng dùng xong thì sẽ được thu hồi, tái sử dụng và tái sinh xong mình sẽ cung cấp nguyên liệu là như vậy mình sẽ tạo được một vòng khép kín, thì mình sẽ không phải khai thác thêm các quặng nữa, đúng không? Thì việc sử dụng nguyên liệu mới được đảm bảo. Như vậy là câu số 6, em hãy nêu một số biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và đảm bảo sự phát triển bền vững nha. Giờ như vậy là thầy sẽ trả lời câu hỏi số 6 nha. Như vậy là mình sẽ sử dụng tối đa các chất thải công nghiệp và dân dụng để làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng, thay thế cho nguyên liệu tự nhiên nha. Thu gom và tái chế các nguyên liệu đã qua sử dụng. Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu khô mà nên đầu tư công nghệ sản xuất những giá trị, những sản phẩm có giá trị cao hơn. Đúng không? Quy trình quy hoạch khai thác nguyên liệu đạt quặng đá vôi theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín để tăng hiệu suất khai thác, bảo vệ tài nguyên môi trường nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo, nói đến sản xuất gạch, từ lâu ta chỉ nghĩ đến gạch được nung từ đất. Tuy nhiên với cách làm này sẽ làm giảm diện tích đất nông nghiệp, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới môi trường do sử dụng đất và đốt than nhiều. Gạch không nung là giải pháp hữu ích do sử dụng nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như là đá, két, sỏi và xi măng để ép ra sản phẩm. Đúng không? Ở đây mình sẽ xem hình này, đây là dây chuyền công nghệ sản xuất gạch không nung hiện đại. Đúng không? Như vậy là sau này người ta sẽ chuyển sang gạch không nung, được sản xuất từ đá, cát, sỏi và xi măng. Đúng không? Vì nếu mà sử dụng gạch nung thì diện tích đất nông nghiệp sẽ bị thu hẹp dần. Đúng không? Giờ tiếp theo phần ghi nhớ. Nguyên liệu sản xuất không phải là nguồn tài nguyên vô hạn, do đó cần sử dụng chúng một cách hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và hài hòa với đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Sử dụng tối đa chất thải công nghiệp, chất thải dân dụng làm nguyên liệu để sản xuất vật liệu xây dựng, thay thế cho nguyên liệu tự nhiên. Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu khô mà nên đầu tư công nghệ sản xuất những sản phẩm có giá trị. Quy hoạch khai thác nguyên liệu quặng đá vôi theo công nghệ hiện đại, quy trình khép kín để tăng hiệu suất khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường nha. Giờ ở đây mình sẽ có một câu hỏi, em hãy kể tên một số đồ dùng, đồ vật trong gia đình và cho biết chúng được tạo từ nguyên liệu nào nhé. Như vậy mình sẽ kể tên một số đồ vật trong gia đình mình và mình xem nó là được chế tạo từ nguyên liệu nào. Mình thấy trong nhà mình có ghế. Ghế thì mình thấy là có ghế nhựa này, ghế inox hoặc là ghế nhôm. Đúng này. Đũa thì mình thấy là có đũa tre, đũa gỗ. Cốc cũng vậy, thì mình có cốc nhựa, cốc inox, cốc thủy tinh, đúng không? Giờ ở đây thầy sẽ chế trả lời những câu ví dụ thôi nha. Một số đồ vật trong gia đình mình thấy là ghế, thì mình thấy là có ghế nhựa này. Đúng không? Ghế inox. Đúng không? Hoặc là ghế bằng cây, bằng gỗ cũng có. Đũa cũng vậy, đũa thì mình thấy là đũa bằng tre và bằng gỗ. Cốc thì cũng có cốc nhựa hoặc là cốc thủy tinh, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là một câu hỏi, em có thể làm được những sản phẩm nào khi sử dụng chất thải sinh hoạt làm nguyên liệu? Như vậy là ví dụ như là từ rác thực vật như là rau củ quả, thì mình sẽ làm phân bón này. Chai lọ thì mình có thể tái sử dụng làm bình quang. Đĩa CD, DVD thì mình có làm thành đồ vật trang trí. Ống hút thì mình có thể gập thành quạt trang trí cũng được, đúng không? Như vậy là mình sẽ trả lời câu hỏi này nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn.
Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp phần bài tập. Câu số 1, tại sao nước nguyên liệu không phải là nguồn tài nguyên vô hạn? Như là mình sẽ đã học xong rồi nên mình trả lời dễ dàng câu hỏi này nhé. Như vậy nguyên liệu không phải là nguồn tài nguyên vô hạn vì chúng được tự nhiên hình thành trong những giai đoạn đặc biệt của quá trình biến hóa tự nhiên của trái đất. Vì vậy số lượng hạn chế và không thể tái tạo lại được, hoặc là mất hàng trăm triệu năm mới có thể tái tạo lại được. Mình thấy ví dụ như là than đá thì sẽ đã mất hàng trăm triệu năm, đúng không? Thì những cái gỗ, những cây, những gỗ mà cách đây hàng trăm triệu năm thì nó sẽ được chôn vùi ở dưới đất sâu, dưới áp lực cao và những môi trường hiếm khí nên sẽ tạo được than đá, nhưng mà mất hàng trăm triệu năm mới tạo được nha. Vậy như mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2, người ta hỏi là tại sao nhà máy sản xuất xi măng thường xây dựng ở địa phương có núi đá vôi? Thì mình thấy là bởi đá vôi là nguyên liệu vô cùng quan trọng và cần thiết để sản xuất cho xi măng nhé. Các nhà sản xuất được đặt gần địa phương có núi đá vôi để thuận tiện cho quá trình cung cấp nguyên liệu sản xuất hơn, đúng không? Vậy như vậy là hãy sẽ trả lời câu hỏi số 2. Mình thấy là đá vôi chính là một trong các nguyên liệu quan trọng để sản xuất ra xi măng nhé, đúng không? Giờ như mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3, em hãy mô tả sơ đồ về chuỗi cung ứng một nguyên liệu cụ thể nhé. Giờ hãy sẽ vẽ một mô tả một sơ đồ về chuỗi cung ứng. Giờ hãy sẽ làm câu số 3. Như vậy là chuỗi cung ứng của mình, ví dụ như là khai thác đá vôi nè để sản xuất xi măng. Sau khi sản xuất xi măng xong, mình sẽ phân phối đến các công trình xây dựng, đúng không? Giờ đến các công trình thì mình sẽ xây dựng thành các công trình, ví dụ như là nhà ở hoặc là trường học này kia, đúng không? Giờ như mình xong câu số 3, mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ câu số 4 là nhà sản xuất dụ vang phải dùng đến nho để lên men. Vậy nho là gì? Nho thì gọi là gì? Vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu hay là phán xạ? Như vậy nho là vật liệu tự nhiên, đúng không? Vật liệu khô chưa qua xử lý, càng được chuyển hóa để tạo sản phẩm, nên nho chính là nguyên liệu nha. Có nghĩa là vật liệu tự nhiên hay còn gọi là vật liệu khô chưa qua xử lý thì người ta gọi là nguyên liệu, đúng không? Như ở đây mình sẽ chọn đáp án C nha. Giờ tiếp theo là câu số 5. Cho các từ vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, hãy chọn từ phù hợp với chủ trống để hoàn thành câu sau. Như giờ nước biển sẽ là gì? Nước biển sẽ mình nhớ là vật liệu khô chưa qua xử lý nên gọi là nguyên liệu. Nước biển là nguyên liệu dùng để sản xuất muối ăn. Muối ăn chính là vật liệu dùng để sản xuất nước muối sinh lý, đúng không? Xi măng có nghĩa là người ta đã làm xong rồi, người ta sẽ chế tạo ra được rồi nên nó gọi là vật liệu nha. Như vậy xi măng sẽ là vật liệu dùng để làm bê tông trong xây dựng. Đá vôi sẽ là nguyên liệu, vì đá vôi có người ta khai thác, người ta chưa sản xuất thành cái gì hết thì gọi là đá vôi. Như vậy đá vôi sẽ là nguyên liệu dùng để sản xuất xi măng nha. Giờ như vậy là hãy sẽ trả lời. Giờ như là mình sẽ trả lời câu hỏi số 5 nha. Giờ như mình xong câu số 5, mình sẽ qua tiếp câu số 6 nhé. Giờ câu số 6, sơ đồ sau đây cho thấy cây mía có nhiều ứng dụng trong thực tế. Giờ mình sẽ xem sơ đồ xem cây mía có những ứng dụng gì nhé. Như cây mía thì mình thấy là gồm có khăn mía, lá mía và dễ mía. Khăn mía thì người ta có thể ép thành nước mía. Nước mía thì có thể là dùng để làm nước giải khát, làm mật mía hoặc là sản xuất ra đường. Sản xuất đường thì có thể là sản xuất thành đường ăn hoặc là dĩ đường. Dĩ đường thì người ta có thể làm thức ăn gia súc này, sản xuất cồn dầu. Còn đường ăn thì người ta có thể sản xuất bánh kẹo hoặc là hành đường gluco. Hoặc là người ta sau khi
Thì không mía thì ép thành hai phần là nước mía, còn lại sẽ là bã mía. Bã mía thì người ta có thể dùng để sản xuất giấy hoặc là người ta đốt để đun nấu thức ăn, đúng không? Còn lá mía và rễ mía thì người ta cũng đi đốt để đun nấu, đúng không? Như vậy là trong sơ đồ trên em hãy cho biết đâu là vật liệu, đâu là nguyên liệu, đâu là nhiên liệu nha. Như vậy là vật liệu thì mình sẽ thấy là gồm có khăn mía, bã mía, nước mía, dĩ đường và đường ăn. Còn nguyên liệu chính là nguyên cái cây mía này nha. Còn nhiên liệu chính là bã mía, lá mía và rễ mía, đúng không? Giờ như là hãy sẽ trả lời câu hỏi này nha. Như vậy là nguyên liệu là cây mía, có nghĩa là cây mía xong người ta mới chặt không, người ta chưa có làm gì hết, gọi là nguyên liệu, đúng không? Giờ sau khi chặt xong thì người ta tách ra khăn mía, lá mía, rễ mía, đúng không? Thì lúc này khăn mía, bã mía, nước mía, rễ đường và đường ăn chính là vật liệu. Còn hai cái này gọi là nhiên liệu, đúng không? Nhiên liệu dùng để đốt. Đốt để đun nấu, đúng không? Thì gọi là nhiên liệu nhé. Ví dụ như là xăng dầu của mình thì người ta đốt để chạy động cơ xăng thì gọi là nhiên liệu, đúng không? Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy hiện dạng giới thiệu bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm nhé. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt em nhé.